Xin chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa mới tổng hợp. Đại họa tiếp tục dội lên đầu phía Trung Quốc khi vào rạng sáng ngày hôm nay, vào lúc 3 giờ sáng giờ địa phương, một trận động đất kinh hoàng khoảng 8,2 độ Richter đã vùi lấp mùng 3 tháng 4 diện tích một căn cứ quân sự ở tỉnh Hồ Bắc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới con đập Tam Hiệp. Tâm chấn trận động đất trên nằm ở độ sâu 3.000m và tâm chấn của nó chỉ cách con đập khoảng 18 km về phía đông. Hiện các cơ quan chức năng bảo vệ con đập phát đi thông báo cảnh báo đỏ vì trận động đất nói trên nhiều khả năng sẽ khiến cho con đập lớn nhất trên thế giới này bị vỡ, và khi nó vỡ, thảm họa của nó xảy ra là vô cùng tàn khốc. Tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, trận động đất đêm ngày hôm qua đã làm cho 1.698 căn nhà bị vùi lấp, 300 ngôi nhà bị phá hủy và hàng ngàn ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng. Hiện các cơ quan cứu hộ, cứu nạn của Trung Quốc đang tìm kiếm những nạn nhân bị mắc kẹt. Tờ báo Trung Quốc còn cho biết, trong đêm ngày hôm qua đã có khoảng 12 triệu người dân của Trung Quốc ở các tỉnh lân cận phải di tản gấp trong rạng sáng ngày hôm nay, làm cho cảnh tượng hết sức rối ren. Nhiều ý kiến cho rằng, nhân quả báo ứng và nghiệp quật vẫn đang đổ dồn lên đầu của Trung Quốc vì những tội lỗi của mình gây ra cho các nước trong khu vực. Tuy nhiên, theo một nguồn tin tiết lộ rằng thì chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn đem 3 con tàu hải cảnh, một con tàu khu trục mang theo rất nhiều tên lửa và vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương cùng tàu dân quân biển và giàn khoan tiến ra ngoài Biển Đông để gây hấn với cả các nước trong khu vực. Đây là một trong những hành động được leo thang và làm ảnh hưởng tới an ninh ở khu vực Biển Đông. Đề nghị phía Trung Quốc phải ngừng ngay những cái hành động của mình, nếu không mẹ thiên nhiên cùng đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là sẽ tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh để trừ khử chính quyền ông Tập Cận Bình thay cho một số nước trên thế giới. Kính thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã trải qua hơn 60 ngày, đêm không có ánh sáng của mặt trời. Bầu trời của Trung Quốc gần 3 tháng vừa qua chỉ mang một màu duy nhất, đó là màu đen tối và u ám bởi vì những cơn mưa to và rất to liên tục xuất hiện. Những cơn mưa này đã dội hàng tỷ mét khối nước từ trên trời đổ xuống nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Tây, phía Đông của phía Trung Quốc. Đây chính là nguyên nhân làm cho mực nước tại 533 con sông lớn bé của Bắc Kinh đều vượt cảnh báo đỏ, tức là cảnh báo lũ cấp 1, cấp cao nhất. Không những thế, hơn 60 ngày đêm vừa qua, phía Trung Quốc còn liên tục xuất hiện lũ quét, sạt lở động đất, vỡ đê, vỡ đập, vòi rồng, trong đó có cả cảnh báo sóng thần. Tuy nhiên, trong bản tin dự báo thời tiết vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay có một tin được cho là rất xấu và đáng buồn đối với Trung Quốc. Khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nước này cho biết, Bắc Kinh tiếp tục đón nhận những tin được cho là rất xấu bởi những trận mưa lũ và lũ quét, sạt lở, thậm chí còn xuất hiện thêm 3 cơn bão từ nay cho đến hết tháng 8, thậm chí nó còn lan sang cả nửa đầu tháng 9. Trung Quốc sẽ tiếp tục phải hứng chịu những trận mưa to đến rất to, nhiều khả năng nó sẽ gây ra ngập lụt trên diện rộng. Những khu vực nổi tiếng như Phượng Hoàng Cổ Trấn, Quảng trường Thiên An Môn, Bến Thượng Hải tiếp tục bị ngập chìm trong biển nước lũ. Nhiều nhà ga, sân bay, bến cảng, bệnh viện, trường học ở nhiều thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Vân Nam, Hà Nam. Đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh vẫn xảy ra tình trạng lũ quét, lũ ống và sạt lở nhiều tuyến đê bao có thể sẽ bị vỡ. Điều này đang làm cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình, thủ đô Bắc Kinh ăn không ngon, ngủ không yên. Chính vì vậy, giới chức cao tăng của nước này vào chiều ngày hôm qua đã phải cho tiến hành một cuộc họp khẩn cấp. Thành phần tham dự gồm người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, bà Hoa Xuân Oánh, ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Văn Thành, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và nhiều thành phần khác. Trong đó đặc biệt có Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Nguyễn Xuân Cường được biết, cuộc họp cấp vào chiều ngày hôm qua là để tìm ra những phương án để chống chọi lại với cả tình hình là thiên tai đang hoành hành tại Trung Quốc trong hơn 60 ngày vừa qua mà chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết không có một phương án nào hữu hiệu và tốt bằng phương án chính quyền ông Tập Cận Bình bây giờ phải ngồi cầu nguyện sám hối vì những tội lỗi của mình gây ra đau thương cho cả thế giới. Đặc biệt là đem con virus Vũ Hán đi lây lan ra khắp thế giới để bây giờ thế giới đã có hơn rất nhiều người nhiễm chủng COVID-19. Đây chính là tội ác của phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình mưa lũ ở Trung Quốc đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Trong hơn 2 tháng vừa qua, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ, bão tố liên tục ập vào Trung Quốc. Ngoài ra, lũ quét, động đất thường xuyên xuất hiện khiến cho nhiều khu vực nổi tiếng của nhiều tỉnh thành phía Trung Quốc bị đánh sập. Trong đó có khu Phượng Hoàng Cổ Trấn,
một trong những khu mà có niên đại lên tới 2.000 năm nổi tiếng trên thế giới cũng bị ngập chìm trong biển nước lũ. Hàng ngàn ngôi nhà kiên cố đã bị lũ cuốn trôi, 13.447 căn nhà bị hư hỏng nặng, 80 triệu người dân của Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất, một số người đã chạy sang biên giới của Việt Nam. Hiện tại, theo ghi nhận thì đã có 6.378 ô tô bị lũ cuốn trôi, hàng ngàn hecta cây trái, hoa màu bị tàn phá, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 180 tỷ nhân dân tệ. Đây là con số thiệt hại nặng nề nhất mà Trung Quốc từng hứng chịu bởi thiên tai và dịch bệnh. Điều này đã làm ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng dịch vụ và nền kinh tế của Trung Quốc. Đây được cho là những điều đau thương mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục ra tay dội xuống đầu chính quyền ông Tập Cận Bình thay cho các nước trên thế giới. Vì những tội lỗi mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập đã gây ra cho nhân loại nào không thể dung tha và chấp nhận được. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất đen đủi đối với Trung Quốc nhưng lại là tin rất vui cho Việt Nam khi cơn bão số 4 ở ngoài Biển Đông. Vào đêm ngày hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay đang ầm ầm đổ vào phía Trung Quốc, làm cho toàn bộ miền Nam của nước này tiếp tục căng mình, chống chọi lại với cả mưa lũ. Còn Việt Nam thì chỉ gây ra hiện tượng mưa to mà thôi. Theo tờ báo quốc tế cho biết, bão số 4 mang theo những cơn mưa dữ dội, dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Nam của Trung Quốc trong một vài ngày tới. Vào đêm ngày hôm qua đến rạng sáng ngày hôm nay, bão đi qua quần đảo Hải Nam của phía Trung Quốc và tiến thẳng vào biển Thượng Hải cũng như tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông. Sau đó nó xuyên sang thủ đô của Bắc Kinh gây ra ngập lụt. Toàn bộ và tất cả các tỉnh thành mà cơn bão quét qua đều bị đánh sập. Toàn bộ hệ thống cây cối, đường xá thì biến thành sông ngòi, ô tô trôi lênh láng. Ước tính thiệt hại ban đầu là vô cùng nặng nề. Theo tờ báo quốc tế cho biết, cơn bão Infa, cơn bão số 4 vào chiều ngày hôm qua bắt đầu đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc, mang theo gió mạnh trên cấp 13 và giật trên cấp 14. Đây là một cơn bão siêu mạnh và mạnh hơn tất cả những cơn bão từ đầu năm nay đổ bộ vào Bắc Kinh. Và khi nó đi qua tất cả các vùng miền nào của Trung Quốc thì vùng miền đó đều biến thành sa mạc. Theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được từ tờ báo Bưu điện Nam, cơ quan ngôn luận chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết vào bản tin lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay cho biết, cơn bão Infa tiến vào đất liền của Trung Quốc. Nó đã càn quét một loạt các tỉnh thành phía Nam, phía Đông của nước này, gây ra ngập úng nặng nề và rất nhiều nơi bị ngập chìm trong biển nước lũ. Hiện thì đã có khoảng 3.000 căn nhà bị lũ cuốn trôi, 1.600 căn nhà khác bị hư hỏng nặng và toàn bộ hệ thống điện quốc gia của Trung Quốc bị đánh sập. Hiện thì thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn đang bị ngập từ 3 tới 4 mét. Những ngôi nhà ở thành phố Quảng Đông cao từ 8 tới 9 tầng thì bây giờ chỉ còn cái tầng trên cùng là không bị ngập. Hiện tại, cơn bão số 4 mang tên là Infa đang tàn phá hết sức kinh khủng đối với cả đất nước Trung Quốc và người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải chịu tội. Rất may cơn bão số 4, cơn bão Infa không ập vào phía Việt Nam. Tuy nhiên, theo Trung tâm Tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết thì hoàn lưu bão của cơn bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào nhiều tỉnh phía Bắc của Việt Nam, gây ra mưa to đến rất to và từ nay đến hết tháng 8 thì ở Việt Nam sẽ xuất hiện nhiều trận mưa to để phòng lũ quét và sạt lở. Tuy nhiên, nó chỉ ảnh hưởng gần tới mức độ khoảng 5, còn 95 sức gió và sức mạnh của cơn bão sẽ ập vào tàn phá Trung Quốc. Và đây được chưa là một điều hết sức may mắn đối với cả Việt Nam. Còn Trung Quốc thì tính đến ngày hôm nay đã trải qua tổng cộng là hơn 60 ngày đêm không biết ánh sáng của mặt trời. Mưa chồng mưa, lũ chồng lũ và bão tố liên tục cối đầu nhau đổ sập vào phía Trung Quốc, làm cho con đập Tam Hiệp và dòng sông Dương Tử đang báo động cảnh báo đỏ ở mức cao nhất. Nhiều khả năng cơn bão số 4 Infa sẽ đánh vỡ con đập Tam Hiệp và nếu như nó bị vỡ thì thảm họa của nó xảy ra là vô cùng kinh khủng. Kính thưa quý vị, cơn bão Infa hay còn gọi là cơn bão số 4 đang càn quét đất liền của Trung Quốc. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc vào bản tin 6 giờ sáng ngày hôm nay cho biết, cơn bão Infa đã đổ bộ từ Biển Đông tiến vào quần đảo Hải Nam, tàn phá tất cả những cái nơi căn cứ quân sự và cảng biển cũng như tàu biển của phía Trung Quốc ở hòn đảo này. Sau đó nó tiến sát vào bờ biển ở tỉnh Quảng Đông và bây giờ thì nó đang tiến vào quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Hiện tại thì thảm cảnh lũ lụt ở Trung Quốc đang rất nghiêm trọng. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết nhiều nhánh sông và nhiều con đê nằm trên con sông Dương Tử, con sông Hoàng Hà, sông Mekong đang nguy kịch và nguy kịch nhất trong vòng 300 năm trở lại đây. Tờ Tân Hoa Xã đưa tin, lũ lụt Trung Quốc khiến cho sông Bạch Thủy, một nhánh sông của con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà rơi vào tình cảnh nguy kịch nhất trong vòng 300 năm trở lại đây. Vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm qua, đỉnh lũ đo được tại con sông này lên tới gần 5 mét. Như vậy là đỉnh lũ đang ở mức độ cảnh báo đỏ. Đứng trước tình cảnh nguy hiểm cấp bách kể trên, Sở Thủy lợi cũng như Trung tâm Cảnh báo Động đất, sóng thần của Trung Quốc đã phát đi thông báo đề nghị người dân phải sơ tán khẩn cấp ngay trong rạng sáng ngày hôm nay để lên những đỉnh núi cao tránh trú. Thậm chí có thể nhờ Việt Nam mở cửa biên giới để sang trú ẩn, nếu không nguy hiểm sẽ dồn dập đổ xuống. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon,
ngủ không yên khi liên tục mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần bão tố mịt mờ đang ầm ầm đổ vào phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Thống kê Nhanh của Quốc gia Trung Quốc cho biết, cơn bão số 4 Infa đã làm thiệt hại vô cùng nặng nề về con người và của. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng tầm đã 80 tỷ NDT. Đây là một con số rất lớn đối với chính quyền Trung Quốc. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ăn cũng ngon và ngủ không yên. Chính quyền của ông ta hôm qua đã động gấp 5 tiểu đoàn và một sư đoàn mang theo rất nhiều máy móc thiết bị để bảo vệ con đập Tam Hiệp. Không biết tình hình con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc có qua được cơn bão số 4 Infa hay không? Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi vừa mới tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại! Vừa qua, một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Mogunjongka, Tây Tạng. Trong ngày thứ ba, hơn 2.000 lực lượng cứu hộ vẫn đang có mặt tại hiện trường để tìm kiếm và giải cứu 83 công nhân bị mắc kẹt đang bị vùi lấp. Cho đến nay, không tìm thấy dấu hiệu của sự sống. Hiện cấp ủy, chính quyền và các doanh nghiệp liên quan của khu tự trị Tây Tạng đang nỗ lực hết sức để tổ chức cứu nạn khẩn cấp. Ủy ban giám sát và quản lý đã dẫn đầu một nhóm công tác đến hiện trường để hướng dẫn công tác cứu hộ. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày thứ hai, tại khu vực khai thác Yama của công ty tập đoàn vàng Trung Quốc Hutalion ở Pulang Sibu Làng, thị trấn Sanxiang, huyện Mojongka, ở độ cao 4.600m so với mực nước biển, cách thành phố Lhasa khoảng 110km và cách huyện Mogunjongka 33km đã xảy ra một vụ sạt lở núi Gongjeri. Vụ sạt lở dài 3km và khối lượng sạt lở khoảng 2 triệu mét khối. Theo thống kê sơ bộ, 83 công nhân, trong đó 2 người Tây Tạng và số còn lại mang quốc tịch Hán, phần lớn đến từ Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và các công nhân đại lục khác đã được chôn cất. Hiện cấp ủy, chính quyền và các doanh nghiệp liên quan của khu tự trị Tây Tạng đang nỗ lực hết sức để tổ chức cứu nạn khẩn cấp. Ủy ban giám sát và quản lý đã dẫn đầu một nhóm công tác đến hiện trường để hướng dẫn công tác cứu hộ. 11 giờ 54 phút sau khi nhận được tin báo, đội cứu hỏa Tây Tạng đã lập tức triển khai kế hoạch ứng cứu khẩn cấp và dốc toàn lực thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Chính quyền nhân dân khu tự trị Tây Tạng đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày thứ ba tại địa điểm xảy ra vụ lở đất ở quận Mojongka, thành phố Lhasa, cho biết danh tính và các thông tin khác của 83 công nhân bị chôn vùi, trong đó có 2 phụ nữ. Các lãnh đạo chính của khu tự trị Tây Tạng, thành phố Lhasa và quận Mogunjongka đã khẩn trương đến hiện trường. Đồng thời, các kế hoạch khẩn cấp đã được kích hoạt để tổ chức hơn 4.000 nhân viên cứu hộ từ quân khu Tây Tạng, quân đoàn cảnh sát vũ trang Tây Tạng, lực lượng cảnh sát vũ trang thủy điện, lực lượng giao thông, công an, phòng cháy chữa cháy và sở y tế huy động nhiều phương tiện và nhân viên cứu hộ quy mô lớn. Trang bị hơn 400 bộ, 255 chó tìm kiếm cứu nạn, 30 radar cảnh giới để tham gia tìm kiếm và cứu hộ tại chỗ. Bí thư Đảng ủy khu tự trị Tây Tạng Chen Kang-gu và các lãnh đạo khác của khu tự trị đã đến địa điểm xảy ra vụ sạt lở đất ở độ cao 4.600m để chỉ đạo công tác cứu hộ. Yêu cầu cứu người là ưu tiên hàng đầu và tìm kiếm người bị vùi lấp. Hôm Chủ nhật, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Dân sự đã khẩn trương phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp quốc gia đối với thảm họa sạt lở đất nghiêm trọng ở huyện Mojongka, Tây Tạng. 3 bộ phận bao gồm các nguồn lực khẩn trương đến khu vực thiên tai để kiểm tra tình hình thiên tai và hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai, quân đoàn huy động đội cứu hỏa Tây Tạng huy động lực lượng cứu hộ ngay lập tức. Tổng cộng 270 người và 25 phương tiện, trong đó có 10 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, 15 thiết bị cứu sinh và các thiết bị cứu sinh khác đã khẩn trương đến hiện trường. Đồng thời, theo nhu cầu cứu hộ, một đội tăng cường gồm 43 người đã được huy động để túc trực tiếp viện tại Mojongka County và 190 người từ đội cứu hỏa đô thị được lệnh thành lập 2 đội tăng cường để chuẩn bị tiếp viện. Đến 14 giờ 40 phút, sau khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến nơi xảy ra thảm họa, Sở Chỉ huy Tiền phương lập tức được thành lập, nhanh chóng tiến hành tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Thứ nhất, trước thực tế điểm sạt lở hoàn toàn bị vùi lấp sâu, người dân bị vùi lấp và bị ép ở tầng nông, tầng nhỏ khó sống sót. Nên khu vực tìm kiếm cứu nạn có chiều rộng 150m từ đông sang tây, phân định từ bắc đến nam. Đầu tiên, 18 đội sử dụng máy dò sự sống và chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Hai là phối hợp chính quyền thành phố Lhasa và chính quyền quận Mojongka tổ chức đưa số lượng lớn công cụ khai quật như xẻng,
Quốc cùng các thiết bị cứu hộ cỡ lớn như máy xúc khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi toàn tuyến. Thứ ba là huy động 20 thiết bị chiếu sáng di động và 100 đèn chiếu sáng mạnh của đội cứu hỏa đô thị NASA đến gia cố hiện trường để đảm bảo công tác tìm kiếm cứu nạn liên tục trong đêm. 4 là vận động 200 bộ quần áo chống rét, 200 bộ chăn ga gối đệm, 30 liều bạt, 100 ba lô, 6 tấn dầu, 1,2 tấn lương thực, chủ yếu là lương khô, thuốc men là chính và các vật tư hỗ trợ khác. Kể từ cuộc giải cứu lúc 11 giờ 54 phút ngày thứ hai, đại úy Gao Yuxiang, phó đại úy Yang Yangling, tham mưu trưởng Zhang Dasheng, giám đốc Chen Gongping, bộ trưởng Li Qiong và bộ trưởng Xu Yang đã hướng dẫn giải cứu tại trung tâm chỉ huy chiến đấu của quân đoàn hơn 20 giờ liên tục và thông suốt đêm. Chính ủy Liu Hanglin và phó tổng tư lệnh Ku Daesulong đã đi sâu vào khu vực xảy ra thảm họa trong đêm để kiểm tra tình hình thảm họa và hướng dẫn cứu hộ. Bộ chỉ huy tiền phương gồm kỹ sư trưởng Wang Zhenghua, chính ủy Dawa và tiểu đội trưởng Liu Qingyong đã tổ chức cho lính cứu hỏa chiến đấu suốt đêm và liên tục, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống để có thể tìm kiếm người. Hiện tại, lực lượng cứu hỏa tham gia đang khắc phục những khó khăn như rét đậm, thiếu oxy và hết sức mệt mỏi, đang dốc toàn lực để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Ngày thứ ba, sau trận lở đất xảy ra tại huyện Mojongka, thành phố Lhasa, khu tự trị Tây Tạng, quân khu Tây Tạng, quân đoàn cảnh sát vũ trang Tây Tạng, cảnh sát vũ trang thủy điện, lực lượng cảnh sát giao thông đã khẩn trương tổ chức hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân cùng hơn 200 phương tiện thiết bị để tìm kiếm và cứu nạn những người bị vùi lấp. Ngay sau khi quân khu Tây Tạng nhận được cuộc gọi cứu hộ, một kế hoạch giải cứu khẩn cấp đã được kích hoạt. Lãnh đạo quân khu Tây Tạng dẫn đầu lực lượng cứu hộ khẩn trương đến hiện trường với hơn 30 máy móc công trình cỡ lớn. Sau đó, bộ phận hậu cần quân khu đã khẩn trương điều hơn 100 phương tiện vận tải, chở đầy dầu, gạo, lều bạt, thiết bị phát điện và các vật dụng cứu trợ khác khẩn trương lên tuyến đầu cứu trợ thiên tai. Li Shuji, phó tư lệnh quân khu Tây Tạng kiêm chủ tịch bệnh viện đa khoa, đã dẫn đầu một đội cứu hộ khẩn cấp gồm hơn 40 thành viên đến địa điểm cứu trợ thảm họa và ngay lập tức thiết lập một điểm cứu hộ y tế. Sau trận lở đất, đội cảnh sát vũ trang quận Mojongka đã điều động cán bộ và binh sĩ đến hiện trường ngay lập tức. Sau đó, đội cứu hộ khẩn cấp gồm 160 sĩ quan và binh sĩ cùng 3 máy công trình do quân đoàn Tây Tạng điều động đến hiện trường, bao gồm các chiến sĩ cùng 68 bộ máy công trình cũng khẩn trương đến hiện trường vào sáng sớm để thực hiện công tác cứu hộ. Tính đến chiều thứ hai, các cán bộ chiến sĩ cứu hộ đã mở được 4 điểm cứu trợ thiên tai, vận chuyển và dựng 32 lều, tặng hàng trăm bộ vật dụng cứu trợ như lều, mền và gấp rút lên đường. Yang Yangji, trong một phân đội của quân đoàn thủy điện, cảnh sát vũ trang giới thiệu rằng ngọn núi tại hiện trường vụ tai nạn có độ dốc lớn hình chữ V và có rãnh nước do năng lượng giải phóng quá mức của sạt lở. Một dòng chảy đất đá đột ngột làm cho rãnh dài 3 km, sâu 30 m, khối lượng sạt lở hơn 2 triệu mét vuông. Có những vết nứt trên núi và có khả năng xảy ra thảm họa thứ cấp. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giải cứu. Sau thảm họa, Ủy ban Trung ương CDC và Quốc vụ viện rất coi trọng. Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường và Thủ hiến của Hội đồng Nhà nước, những người đang ở thăm nước ngoài, đã lần lượt đưa ra các chỉ thị quan trọng, kêu gọi tất cả các nỗ lực cứu hộ, làm hết sức mình để giải cứu những người bị mắc kẹt, ngăn chặn các thảm họa thứ cấp và khẩn trương xác minh số người mắc kẹt, tìm nguyên nhân vụ sạt lở, làm tốt công tác khắc phục hậu quả. Các đồng chí lãnh đạo trung ương như Liu Yunshan, Yang Gaoli, Liu Qibao, Wu Shengkun và Wang Yong cũng đưa ra chỉ thị. Trong cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa chó nghiệp vụ tìm kiếm và giải cứu những người bị vùi lấp tại địa điểm xảy ra vụ sạt lở đất ở quận Mojongka, thành phố Lhasa. Sau vụ tai nạn, hơn 3.500 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã làm việc suốt đêm để tìm kiếm những người mất tích tại địa điểm xảy ra thảm họa ở độ cao hơn 4.600m. Tính đến 17 giờ ngày hôm nay, sau những nỗ lực gian khổ của tất cả lực lượng cứu hộ, tổng cộng 66 bộ hài cốt của các nạn nhân đã được tìm thấy. Hiện các nhân viên tìm kiếm cứu nạn vẫn đang túc trực tại khu vực xảy ra thảm họa ở độ cao hơn 4.600m, tìm kiếm thêm 70 người mất tích. Hu Jingjie, phó bí thư đảng ủy khu tự trị Tây Tạng, điều hành khu tự trị này, cho biết lực lượng cứu hộ đang tiến hành một cuộc tìm kiếm và cứu hộ mới. Hiện vẫn không thể xác định chính xác vị trí của những người mất tích. Trọng tâm cứu hộ hiện nay là tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích và phòng chống các thảm họa thứ cấp, nhưng có rất ít hy vọng cho những người mất tích sống sót, Hung Jie nói.
Theo Đài Tiếng Nói Trung Quốc, 50 giờ đã trôi qua kể từ khi xảy ra tai nạn lở đất ở huyện Mongudongka, Tây Tạng. Khoảng 6 giờ sáng, những tảng đá lớn từ đỉnh núi Gongcheri lan xuống, ngay lập tức bao trùm lán trại xây dựng của công ty phát triển khai thác Hutalong thuộc Tập đoàn Vàng Trung Quốc, cách đèo 2 km khiến 83 công nhân bị mất tích. Hiện tại, danh tính, giới tính, nguyên quán và các thông tin khác của 83 công nhân bị chôn vùi đã được xác nhận. Các gia đình đã được thông báo và nhiều người đang trên đường đến Lhasa. Sự cố sạt lở núi rất lớn, khối lượng công trình 2 triệu mét khối cát khá nặng. Ngoài ra, mặt bằng làm việc tại chỗ chật hẹp, hoạt động kém của máy xúc và các thiết bị khác cũng là một khó khăn. U Jung Jae, Phó Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tây Tạng và Phó Chủ tịch Điều hành Khu tự trị cho biết, trọng tâm cứu hộ hiện nay là tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích và phòng chống các thảm họa thứ cấp. Nhưng có rất ít hy vọng cho những người mất tích để tồn tại. Nguyên nhân của thảm họa. Nhiều người lo ngại về nguyên nhân của thảm họa này. Trước đó có nhận định sơ bộ là do núi mất cân bằng. Tuy nhiên, theo Yang Dongyang, Cục trưởng Cục An toàn Lao động Nhà nước, các chuyên gia đã được tổ chức để tiến hành các cuộc điều tra chuyên sâu về thảm họa địa chất như vụ lở đất. Sau khi trụ sở chính của khu vực xảy ra thảm họa sạt lở đất tại thành phố Lhasa, Tập đoàn Vàng Trung Quốc và các đơn vị liên quan xác minh danh tính, giới tính và nguyên quán của 83 công nhân bị mắc kẹt và thiệt mạng trong thảm họa thiên tai lở đất đã được xác nhận và thông báo. Trong đó, Cát Lâm có 27 người, Thiểm Tây có 26 người, Quý Châu có 13 người, Tứ Xuyên có 6 người, Trùng Khánh có 2 người, Hà Bắc có 1 người, Hà Nam có 1 người, Sơn Đông có 1 người, Hắc Long Giang có 1 người, Tây Tạng có 2 người. Rạng sáng ngày Chủ nhật, một trận lở đất bất ngờ ở núi Jeri, làng Sibu, hạt Mongudongka, Lhasa, Tây Tạng đã ngay lập tức chôn vùi 83 sinh mạng còn tươi sống dưới lớp đá sỏi. Dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng các đội cứu hộ khác nhau vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hài cốt của những nạn nhân và người sống sót. Ngày hôm nay, tại hiện trường cứu nạn, ít nhất 50 máy xúc vẫn hoạt động tấp nập. Lực lượng công an vũ trang và các đơn vị địa phương làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đang tiến hành khai quật, tìm kiếm một cách trật tự tại khu vực đã phân giới. Các nhân viên y tế và phòng chống dịch, chữa cháy cũng bận rộn những người đang khử trùng cho người và phương tiện ra vào khu vực tìm kiếm cứu nạn, đồng thời dọn dẹp và vận chuyển thủ công hài cốt của những nạn nhân có thể xảy ra. Cùng lúc đó, xe tải cũng đang đưa những người cứu hộ đã kiệt sức do chiến đấu lâu ngày xuống dưới chân núi nghỉ ngơi, đồng thời vận chuyển số quân mới tới hiện trường cứu hộ. Trên con đường núi dẫn đến địa điểm cứu hộ, các kỹ sư PLA đã dùng xẻng và lái xe nâng để mở rộng và sửa chữa con đường để đảm bảo giao thông ra vào thông suốt. Có nhân viên công an túc trực tại tất cả các nút giao thông để phân luồng giao thông và giữ trật tự. Khi công việc cứu hộ mỏ sạt lở kết thúc, phóng viên gặp Chen Jun, đội trưởng đội 2 thuộc đội cảnh sát giao thông vũ trang đang chỉ huy hiện trường. Vào khoảng 6 giờ ngày Chủ nhật, khoảng 300.000 mét khối đất trên sườn phía đông của Pulanggu Seri thuộc quận Mujangongka, khu tự trị Tây Tạng đã xảy ra một vụ lở đất dẫn đến hình thành các lớp trầm tích lỏng lẻo trong kênh hạ lưu khoảng 2 km dòng chảy mạnh vụn, trong đó tích tụ Bigochi dài khoảng 600 m, rộng 70-180 m, dài 15-25 m và có tổng cộng khối lượng khoảng 2 triệu mét khối. Vụ sạt lở đất khiến 66 người chết và 17 người mất tích. Sau thảm họa sạt lở, mép vệt của thân sạt lở trên không xuất hiện một số vết nứt căng có chiều dài tối đa hơn 600 m, tạo thành một mái dốc không ổn định với khối lượng khoảng 3,5 triệu mét khối. Kể từ tháng 4, sạt trượt cục bộ đã xảy ra nhiều lần, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hơn 2.000 người ở hạ nguồn. Về nguyên nhân của thảm họa này, nhóm chuyên gia phân tích như sau. Thứ nhất, điểm sạt lở nằm ở đầu nguồn của thung lũng Pulang, có địa hình dốc với độ dốc 42-45 độ, hẹp hình chữ V và thung lũng dài, chiều dài từ nguồn sạt lở đến khu vực tích tụ khoảng 1.980 m. Cao trình mép sạt lở là 5.359 m, cao trình mép sạt lở 4.535 m, trên cao 824 m. Thứ hai, điều kiện địa chất trong khu vực rất phức tạp, cấu trúc thảo nguyên và cấu trúc trượt được phát triển. Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày hôm qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại làng Jongwo, làng Dayai, thị trấn Gangwu, huyện Quan Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, do lượng mưa lớn liên tục. Theo xác minh của chính quyền địa phương, có 38 hộ dân và 107 nhân khẩu bị mắc kẹt và bị vùi lấp,
chưa rõ thương vong cụ thể. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ôn Gia Bảo, Ủy viên Thường vụ Cục Chính trị của Ủy ban Trung ương CPC, Thủ tướng Quốc vụ Viện đã nhanh chóng ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu tổ chức lực lượng tìm hiểu tình hình, làm mọi cách để cứu người, đồng thời không để xảy ra những vụ tai nạn tương tự ở các khu vực xung quanh và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Ủy viên Cục Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Hui Liangyun dẫn đầu các đồng chí từ các bộ phận liên quan khẩn trương đến nơi xảy ra thảm họa, phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ, thăm hỏi và chia buồn cùng những người bị ảnh hưởng. Sau thảm họa, Thành ủy, chính quyền thành phố Anshun đã lãnh đạo địa phương, dân phòng, công an, phòng cháy chữa cháy và các sở ngành liên quan khẩn trương đến địa điểm xảy ra thảm họa để tổ chức chỉ đạo cứu nạn. Vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, một vụ sạt lở đất nữa đã xảy ra tại làng Danjai, thị trấn Gangbu, huyện Quan Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu. Do mưa lớn liên tục đã khiến hơn 100 người bị vùi lấp tại làng Danjai, thị trấn Gangbu. Dịch vụ khí tượng khẩn cấp đã được đưa ra lần đầu tiên. Cục khí tượng thành phố An Thuận, Quý Châu đã nhanh chóng báo cáo thảm họa cho Cục khí tượng tỉnh. Lúc 15 giờ, Cục trưởng Siang Hong Kyung và Cục phó Thang Jung Quang của Cục khí tượng Quý Châu dẫn đầu đoàn công tác đến hiện trường hướng dẫn ứng phó khẩn cấp. Phó Cục trưởng Chen Chongming chỉ đạo dịch vụ dự báo thời tiết khẩn cấp tại Đài quan sát khí tượng tỉnh. Sau khi nhận được báo cáo, Jang Gung Quang, bí thư đảng kiêm giám đốc cục, người đang chủ trì cuộc họp nghiên cứu của nhóm trung ương đảng của Cục khí tượng Trung Quốc vào mùa hè, đã yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhất để cung cấp các dịch vụ khí tượng như giám sát và cảnh báo sớm. Yao Mingyan, thành viên của nhóm đảng kiêm phó giám đốc văn phòng, đã liên lạc với Chen Chongming qua điện thoại để triển khai hỗ trợ khí tượng khẩn cấp. Vào lúc 18 giờ, Xu Xiangfeng, phó bí thư đảng đoàn kiêm phó cục trưởng Cục khí tượng Trung Quốc, đã bay đến tuyến đầu của công tác cứu hộ và chỉ huy sạt lở đất ở Quan Lĩnh, Quý Châu với các tài liệu phục vụ việc ra quyết định. Tài liệu giới thiệu thời tiết mưa bão ở Quý Châu từ một tuần nay và tác động của thảm họa, đặc biệt cung cấp dự báo lượng mưa trong 2 ngày tới ở Anshun, Quý Châu. Lúc 20 giờ 02 phút, xe của Bộ Chỉ huy Khẩn cấp Khí tượng tỉnh Quý Châu đã đến cách khu vực lở đất Quan Lĩnh 5 km. Đây là khu vực an toàn nhất gần hiện trường trước đó. Kể từ 22 giờ, chúng tôi đã chuyển dữ liệu phân tích dự báo và giám sát khí tượng tại chỗ cho Cục Khí tượng tỉnh Quý Châu và Cục Khí tượng Trung Quốc từng giờ. Tin tức mới nhất từ Ban tuyên giáo huyện ủy Quan Lĩnh, Quý Châu, tại địa điểm xảy ra vụ sạt lở đất ở thị trấn Gangku, huyện Quan Lĩnh, hơn 600 dân quân, cảnh sát vũ trang, lính cứu hỏa và cán bộ các cấp đã được tổ chức khẩn cấp cứu hộ và di rời người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa, điều tra toàn diện về các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Hiện tại, hơn 350 nhân khẩu đã được chuyển đi và hơn 1.200 nhân khẩu của hơn 280 hộ gia đình ở 6 tổ dân phố ở làng Danjai cần phải chuyển đi. Trời đổ mưa ở thị trấn Gangbu lúc 3 giờ sáng ngày hôm trước, lượng mưa đạt 257mm vào khoảng 14 giờ trưa. Lượng mưa lớn đã gây ra lở đất ở hệ thống Danjai và hệ thống Yongbu của làng Danjai, thị trấn Gangbu, huyện Quan Lĩnh. Theo thống kê sơ bộ, vụ sạt lở đã làm 38 hộ dân với 107 nhân khẩu bị mắc kẹt. Sau khi thảm họa xảy ra, các lãnh đạo chính của thành ủy, chính quyền thành phố Anshun và quận ủy Quan Lĩnh và chính quyền quận đã khẩn trương đến hiện trường ngay lập tức cùng các ban ngành liên quan của thành phố và quận để thực hiện công tác cứu hộ. Một trụ sở cứu hộ và cứu nạn do thị trưởng Lưu Ninh làm trưởng nhóm đã được thành lập tại hiện trường. Và 9 nhóm công tác đã được thành lập để thực hiện cuộc giải cứu bằng tất cả sức lực của mình. Một phóng viên của ChinaNews.com đã nhìn thấy tại hiện trường vụ lở đất ở Quan Lĩnh ở Quý Châu rằng, sau gần 30 giờ cứu hộ, lúc 5 giờ 50 phút chiều, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của người đầu tiên bị chôn vùi trong đống bùn đất và đá. Hiện hài cốt đã được lực lượng cứu hộ vận chuyển ra khỏi hiện trường bằng cáng, hiện chưa phân biệt được giới tính, tuổi tác. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm qua, tại làng Danjai, huyện Quan Lĩnh, tỉnh Quý Châu, nơi xảy ra một vụ sạt lở đất quy mô lớn, các sĩ quan và binh sĩ tìm kiếm và cứu nạn đã nghe thấy tiếng thở từ bên dưới trên một địa điểm Lushing Guja đổ nát bên cạnh của một vết lở bùn. Ngôi nhà của gia đình anh Lu Xingkui nằm ở giữa và trên của khe núi nên khi xảy ra sạt lở, nó không bị cuốn trôi mà chỉ bị nhấn chìm, giờ chỉ còn một mái nhà. Tiếng thở phát ra từ dưới mái nhà trên cao, các cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát vũ trang Anshun có mặt tại hiện trường gọi đến nhưng không ai đáp lại. Nhưng tiếng thở vẫn rất rõ ràng, không thể biết được những người sống sót là ai.
theo chủ ngôi nhà là Lu Xinggui trước khi xảy ra thảm họa. Hai cậu con trai Lu Gangwei 9 tuổi và Lu Chang 7 tuổi của gia đình hàng xóm Lu Xinggui đang chơi trong nhà họ nên đoán rằng rất có thể tiếng thở của hai đứa trẻ. Các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang đang nỗ lực hết sức để cứu hộ, mong có phép màu cứu sống. Công tác cứu hộ cho trận lở đất ở làng Dajai, Quan Lễ, Quý Châu vẫn đang được tiến hành. Theo cảnh sát vũ trang ứng cứu tại hiện trường, với diện tích sập lớn như vậy, hy vọng sống sót của những người bị vùi lấp bên trong gần như bằng không. Theo trưởng làng, 99 người đã được chôn cất. Theo thông tin từ Sở Chỉ huy Cứu trợ Thảm họa, hôm qua, đội cứu hỏa tỉnh Quý Châu đã mang theo 6 thiết bị dò tìm sự sống bằng radar, thiết bị dò sự sống âm thanh và 8 chú chó tìm kiếm cứu nạn để thực hiện cuộc tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Chiều qua, tại hiện trường cứu hộ có thể thấy những mảng đất lớn lăn từ trên sườn núi xuống chân núi, trời mưa nhẹ. John Wei thuộc phòng kỹ thuật giao thông của cảnh sát vũ trang, người phụ trách việc khai quật, cho biết để đảm bảo an toàn và tránh thảm họa thứ cấp, công việc đào bới của chiếc máy xúc lớn phải đến khoảng 4 giờ chiều mới bắt đầu. Ông cho biết để đảm bảo tính nguyên vẹn của bộ hài cốt, họ sẽ rất cẩn thận khi khai quật. Tại hiện trường, nhiều máy xúc đào bới từng lớp do đường bị đổ sập dài vài trăm mét. Sau khi đào được một sảnh đất lớn, hãy thả nó từ trên cao xuống để xem nó còn sót lại không. Đến khoảng 5 giờ chiều, tại ngôi nhà cao tầng bị vùi lấp, thi thể đầu tiên được đào lên. Sau khi máy xúc xúc một sảnh đất lớn, tất cả những người xem đều thốt lên và một thi thể đã được đào lên khỏi đất. Không còn người sống trên vùng đất lở. Tại hiện trường cứu hộ, các thành viên trong gia đình chờ đợi hài cốt của người thân đã vây kín. Đa số họ đi làm ăn ở nơi khác, quanh năm chỉ có người già và trẻ em ở nhà. Cha mẹ, mẹ và con cái đang bị vùi lấp ở trong đó. Li Cheng Phu, một người dân thường đứng ở xa cho biết. Và khi các thi thể xuất hiện, một số người đã tụ tập xung quanh để kiểm tra xem đó có phải là người thân của mình không. Ai đó thì thầm, đó là một cô gái và tất cả mọi người đều im lặng. Đến khoảng 7 giờ đêm qua, công việc khai quật tạm dừng vì sợ trời tối nguy hiểm. Hôm nay, cuộc khai quật sẽ tiếp tục. Hôm qua, trụ sở cứu trợ thảm họa cho biết, tổng cộng 1.001 người đã được sơ tán. Các nhân viên của Văn phòng Tài nguyên và Đất đai của thành phố Anshul cho biết, khu vực sạt lở sẽ không còn người ở trong tương lai. Chen Chao Wang, người đứng đầu làng Dajai đêm qua cho biết, số người được chôn cất ở làng Dajai là 99 người. Ông nói rằng lý do tại sao ông báo 107 người sớm hơn là vì ông rất lo lắng vào ngày xảy ra tai nạn. Vì vậy, khi dân làng đến báo, ông sẽ ghi lại. Đến hôm qua, ông mới biết được rằng lúc đó có vài người không có trong nhà. Danh sách chính xác là 99 người. Về thông tin, báo chí đưa tin ngày hôm qua rằng hơn 60 người đã được giải cứu. Chen Chao Zhang nói rằng hơn 60 người này là những người dân làng khác và không có tên trong danh sách mất tích. Ông cho biết do một số dân làng không sơ tán từ ngày hôm trước. Theo danh sách do dân tại một ngôi làng ở huyện Quan Lễ, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc tổng hợp, có 62 người đã thiệt mạng trong thảm họa lở đất này, trong đó có 30 trẻ em đang học tiểu học. Danh sách cho thấy 72 dân làng sống sót sau thảm họa lở đất. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư rằng khoảng 100 người đã bị mắc kẹt hoặc bị chôn vùi tại làng Dajai, thị trấn Guanggu, huyện Quan Lễ, tỉnh Quý Châu do lượng mưa lớn liên tục gây ra lở đất. Số lượng các đội cứu hộ khẩn cấp và lực lượng cứu hộ được huy động ở tỉnh Quý Châu đã lên tới hơn 1.000 người và các nhà chức trách đã sơ tán 1.001 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Đội cứu hộ tỉnh Quý Châu đã điều động 6 đội cứu hộ mang theo 6 thiết bị dò tìm sự sống bằng radar và chó tìm kiếm cứu nạn, thực hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn trong phạm vi sạt lở đất. Hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang cùng 5 máy xúc lớn đã khơi thông kênh dẫn duy nhất tại khu vực cứu trợ thiên tai. Cơ quan chức năng đã bố trí hơn 40 thiết bị lớn như máy ủi, máy xúc, xe bốc xếp đưa vào để giải thoát. 15 xe cứu thương và 30 nhân viên y tế do Sở Y tế địa phương tổ chức cũng đang làm việc 24/24 giờ tại điểm cứu thương. Tân Hoa Xã đưa tin, đỉnh lũ đầu tiên của sông Hoài trong năm nay đi qua Janjaba an toàn lúc 5 giờ ngày hôm qua. Đỉnh lũ mực nước là 28,38m, lưu lượng 4.200m³/giây. Phóng viên tại hiện trường thấy mặt nước sông Hoài Hà lên xuống cống Janjaba vẫn phẳng lặng như cũ. Đỉnh lũ đi qua chậm. Các nhân viên trực tại cống Janjaba cho biết mực nước ở Janjaba đã dâng cao ổn định trong những ngày qua, không thấy sóng nổi trên mặt nước. Su Yingshan, phó giám đốc điều hành văn phòng trụ sở kiểm soát lũ lụt Hoài Hà cho biết, theo dõi và giám sát liên tục ở thượng nguồn và hạ lưu Wangyan, Wangjaba, 28,38m là mực nước đỉnh lũ khi đỉnh lũ đầu tiên của sông Hoài Hà đi qua Janjaba năm nay.
Mực nước của đỉnh lũ này đã vượt quá mực nước cảnh báo của Wang Jiaba 0,88m và cách mực nước đảm bảo 29,3m là 0,92m. Trong trận lũ này, mực nước của trạm Yang Jiaba bắt đầu dâng cao lúc 8 giờ ngày hôm trước đó, dâng từ 20,52m đến 28,38m, tức là tăng 7,86m. Dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ có mưa lớn ở thượng lưu vực sông Hoài Hà. Mực nước dòng chính sông Hoài Hà cũng sẽ trải qua quá trình nước dâng mới. Tình hình kiểm soát lũ lụt của sông Hoài trong những ngày tới là rất nghiêm trọng. Tân Hoa Xã cho biết, Su Yingshan, phó giám đốc điều hành của văn phòng trụ sở kiểm soát lũ lụt Hoài Hà cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã rằng mực nước của sông Hoài Hà do nước lũ dâng lên nhanh chóng và có khả năng đến muộn. Với lượng mưa liên tục, công tác kiểm soát lũ của sông Hoài đã bước vào giai đoạn quan trọng và tình hình kiểm soát lũ rất nghiêm trọng. Su Yingshan phân tích rằng việc kiểm soát lũ lụt hiện tại của Hoài Hà đang phải đối mặt với nhiều thử nghiệm. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương, sẽ có lượng mưa liên tục từ 60 đến 100mm trong thời gian sau của lưu vực sông Hoài Hà. Theo tính toán, với lượng mưa tối thiểu 60mm, mực nước của Wang Jiaba trên sông Hoài sẽ đạt 29m. Theo lượng mưa 80mm, mực nước sẽ đạt 29,2m, gần bằng mức lũ tiểu mãn. Khi lượng mưa vượt quá 80mm, cần chuẩn bị cho việc phân lũ. Hiện tại, mặc dù khu vực chứa lũ Hoi He Mengwa đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc phân lũ, nhưng việc đảm bảo an toàn cho 150.000 người dân trong khu vực lũ lụt đang phải đối mặt với một thử nghiệm nghiêm ngặt. Đồng thời, do mực nước sông Hoài Hà dâng cao, một số hồ chứa đã vượt mức nước cảnh báo. Khả năng giữ lũ kém, mực nước di chuyển về hạ lưu nên áp lực phòng chống lũ tăng lên. Từ góc độ của dự án kiểm soát Hoài Hà, những năm gần đây nhà nước đã tăng cường xây dựng kiểm soát Hoài Hà. Một số lượng lớn các công trình trọng điểm đã được hoàn thành mang lại lợi ích nhưng chưa có kinh nghiệm kiểm tra chống ngập. Tuy nhiên, một số dự án vẫn đang trong quá trình xây dựng, tiêu chuẩn phòng chống lũ chưa cao, khả năng xả lũ của một số phụ lưu chưa đạt tiêu chuẩn quy hoạch. Trong bối cảnh 19 dự án trọng điểm kiểm soát sông Hoài Hà chưa hoàn thành, khả năng kiểm soát lũ hiện có của sông Hoài Hà là không phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của khu vực lưu vực. Ngoài ra, sự an toàn hiện tại của các hồ chứa trên lưu vực sông Hoài Hà cũng đang bị đe dọa. Lấy tỉnh An Huy làm ví dụ, 1/3 số hồ chứa trên địa bàn tỉnh là hồ chứa nguy hiểm. Trong trường hợp có mưa lớn, nhất là mưa lớn trong thời gian ngắn, sẽ có nguy cơ xảy ra các tình huống nguy hiểm, đe dọa an toàn của người dân vùng hạ du. Ngoài ra, các khu vực trữ lũ hiện nay trên lưu vực sông Hoài Hà rất khó di chuyển, dân cư đông đúc, cơ sở hạ tầng an toàn kém, không đủ phương tiện di chuyển khi có lũ, cảnh báo và dự báo sớm gây khó khăn cho công tác an toàn phòng chống lũ lụt. Sông Hoài Hà nằm trong vùng chuyển tiếp khí hậu Bắc Nam. Trong lịch sử, thiên tai thường xuyên xảy ra nhất vào tháng 7 và tháng 8. Su Yingshan cho biết đỉnh lũ đầu tiên của sông Hoài đi qua Wang Jiaba đã an toàn trong năm nay. Tổng hợp các yếu tố trên, tình hình kiểm soát lũ của sông Hoài Hà vẫn còn rất gay gắt. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục gần đây, vào lúc 12 giờ ngày hôm qua, mực nước của Wang Jiaba, dòng chính của sông Hoài đã dâng lên 28,25m, vượt mực nước cảnh báo 0,75m. Mực nước của Yang Jiaba trong hạ lưu hồ Hong Jie dâng lên 12,78m, vượt mực nước cảnh báo 0,28m. Mực nước tại mỗi trạm vẫn đang tiếp tục tăng. Theo dự báo, lưu vực sông Hoài Hà sẽ duy trì quá trình mưa mạnh và mực nước đỉnh lũ của Wang Jiaba dự kiến sẽ vượt quá 29m, tiến gần đến mức lũ của khu vực chứa lũ Mengwa là 29,3m. Tình hình kiểm soát lũ ở sông Hoài Hà rất nghiêm trọng. Trước tình hình khắc nghiệt của công tác phòng chống lụt bão sông Hoài hiện nay, Bộ Quốc phòng đã triệu tập Bộ Tham mưu, Cục Khí tượng, Bộ Tổng Tham mưu, lực lượng cảnh sát vũ trang và Bộ Nguồn nước tổ chức một cuộc họp để phân tích tình hình và triển khai sâu hơn nữa công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ lũ lụt ở lưu vực sông Hoài Hà, đồng thời đưa ra thông báo cho Tổng cục Quốc phòng Hoài Hà và các chỉ số phòng thủ tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Sơn Đông và các tỉnh khác. Đòi hỏi phải tăng cường thực tế công tác dự báo, kiểm tra đê điều, ứng cứu khẩn cấp và lập kế hoạch kỹ thuật, đồng thời thực hiện tốt việc sử dụng các khu vực chứa lũ như Mengwa. Để đối phó với lũ lụt lớn hơn có thể xảy ra trên sông Hoài Hà, Cục Phòng vệ sông Hoài Hà tỉnh An Huy và tỉnh Hà Nam đã kịp thời phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp 3, đồng thời cử một nhóm công tác đến tuyến đầu kiểm soát lũ lụt để hướng dẫn công tác chống lũ tại chỗ.
Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hà Nam đã điều động một cách khoa học các hồ chứa như hồ Simantan và hồ Suya để ngăn lũ và các đỉnh núi So Le để kiểm soát lũ lụt ở hạ lưu. Bộ Chỉ huy Cứu trợ hạn hán và Kiểm soát lũ lụt tỉnh An Huy đã kịp thời ra lệnh mở cửa xả Phụ Dương, mở cửa xả Meng Cheng và các cửa đập ở nơi khác xả lũ. Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Giang Tô đã tăng lưu lượng xả của cống San He, xả trước và sau khi đối mặt với lũ. Tất cả các vùng dọc sông Hoài Hà đều tăng cường tuần tra đê điều, rà soát nguy hiểm. Hiện tổng số người canh đê ở tỉnh An Huy là 5.371 người, trong đó có 346 cán bộ và 5.025 lao động nhập cư. Hiện công tác chống lũ cứu nạn khẩn cấp ở các nơi đang được thực hiện trật tự, không có nguy cơ lớn xảy ra tại dự án ven sông Hoài Hà. Dự báo, cơn bão nhiệt đới số 3 năm nay sẽ đổ bộ vào khu vực Phan Cheng Gang, Quảng Tây vào khoảng chiều tối nay và các tỉnh Quảng Đông để đề phòng công việc liên quan đến phòng thủ chống bão. Quang Gia Ba, dòng chính của sông Hoài, đảm bảo rằng mực nước được nâng lên 0,3m và mực nước cảnh báo không thay đổi. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy vào ngày hôm qua cho biết, mực nước đảm bảo chính của sông Hoài Hà đã được nâng lên 0,3m, hiện tại mực nước đảm bảo của Quang Gia Ba là 29,3m. Người có liên quan phụ trách Tổng cục Quốc phòng đang kiểm tra Quang Gia Ba nói rằng, do việc xây dựng các dự án kiểm soát Hoài Hê khác nhau trong những năm gần đây, khả năng chống lũ lụt của sông Hoài đã được cải thiện và việc điều chỉnh mực nước đảm bảo cũng đánh dấu cải thiện khả năng kiểm soát lũ lụt. Siong Dae Chao, Tổng Chỉ huy của Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán quận Funan cho biết, lần điều chỉnh này là mực nước đảm bảo cao nhất kể từ khi hồ chứa Quang Gia Ba được xây dựng vào năm 1953. Mực nước đảm bảo trước khi điều chỉnh là 29m. Khi mực nước đảm bảo vượt quá, khu vực chứa lũ Mengwa sẽ được kích hoạt khi thích hợp. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy đã yêu cầu, theo các quy định liên quan, cố gắng làm tốt công tác phòng chống lũ lụt để đảm bảo an toàn cho các công trình phòng chống lũ lụt. Sau khi mực nước Quang Gia Ba được điều chỉnh, mức chống thấm ban đầu là 26m và mực nước cảnh báo là 27,5m vẫn không thay đổi. Một phóng viên đang chụp ảnh tình trạng nước của cống Quang Gia Ba, cổng đầu tiên của sông Hoài. Trong những ngày gần đây, lưu vực sông Hoài Hà tiếp tục có mưa và mực nước tiếp tục dâng cao đã gây ra thảm họa cho 459.000 người dọc sông Hoài Hà ở An Huy. Mực nước của cống Quang Gia Ba, được gọi là cửa đầu tiên của sông Hoài, đã vượt mức nước cảnh báo 27,5m, đạt 28,31m vào lúc 17 giờ ngày hôm qua, chỉ cách 0,99m so với mực nước đảm bảo là 29,3m. Tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng. Hiện tại, tỉnh An Huy đã phát động ứng phó cảnh báo sớm kiểm soát lũ lụt 3 cấp độ và điều động nhân viên tuần tra kè sông Hoài Hà và chuẩn bị vật liệu chống lũ lụt. Bắt đầu từ đêm hôm kia, mưa lớn liên tục khiến mực nước đầu nguồn sông Hoài dâng cao trên diện rộng. Mực nước ở Quang Gia Ba bắt đầu tăng từ 20,51m vào ngày hôm qua. Sông Hoài vốn hiền hòa và êm đềm cách đây vài ngày bỗng nhiên dâng cao, bộc lộ bản chất ngỗ ngược của nó. Vào lúc 15 giờ ngày hôm nay, mực nước tại Quang Gia Ba đã dâng lên 27,9m, vượt mức nước cảnh báo 0,4m, tạo thành đỉnh lũ đầu tiên trong năm nay. Bị ảnh hưởng bởi sông Mayu ở Giang Huai, từ những ngày qua đã có một quá trình mưa lớn liên tục từ phần trung tâm của Hoài Bắc đến Giang Huai ở tỉnh An Huy. Lượng mưa ở 352 thị trấn vượt quá 50mm và lượng mưa ở 82 thị trấn vượt quá 100mm. Mưa lớn cũng xảy ra ở thượng lưu dòng chính sông Hoài Hà. Trước đó, các khu vực nói trên đều bị nắng nóng chi phối, tình trạng khô hạn đã xuất hiện. Cục Khí tượng tỉnh An Huy, người rất thông thạo về những thay đổi mạnh mẽ của hạn hán và lũ lụt của sông Hoài Hà, đã không hề nới lỏng cảnh giác đối với việc kiểm soát lũ lụt ở sông Hoài Hà. Sau đó, nó cung cấp dịch vụ cho các nhà lãnh đạo tỉnh An Huy và các bộ phận liên quan các tài liệu bằng văn bản như báo cáo đặc biệt về thông tin khí tượng chính. Trước đó, Bí thư tỉnh ủy An Huy Gu Jinlong đã đến dự án kiểm soát lũ lụt Linh Quai Gang để kiểm tra công tác kiểm soát lũ lụt, nhấn mạnh rằng dự báo sẽ có mưa lớn trong vài ngày tới và tất cả các địa phương cần hết sức cảnh giác và làm tốt công việc trong việc kiểm soát lũ lụt. Cũng vào cùng ngày, Sun Ji Gang Sao Shukong, phó tỉnh trưởng đã liên tiếp đưa ra chỉ thị yêu cầu Cục Thời tiết tỉnh, các thành phố dọc theo sông Hoài Hà và các đơn vị thành viên của tỉnh hướng dẫn quốc phòng cần đặc biệt chú ý đến quá trình mưa ở lưu vực sông Hoài Hà và sắp xếp để kiểm soát lũ lụt và đưa ra các cảnh báo, dự báo sớm, đảm bảo an toàn hồ Dien Ba Chien, an toàn tính mạng nhân dân, bảo đảm an toàn các đập trên sông Hoài Hà.
Chiều ngày hôm qua, chỉ số phòng thủ tỉnh An Huy đã tổ chức cuộc họp thành viên để nghe báo cáo thời tiết và lũ lụt gần đây từ Sở Thủy lợi và Cục Khí tượng tỉnh, đồng thời khẩn trương triển khai công tác kiểm soát lũ trên sông Hoài Hà. Yao Shu Kong, Tổng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Bộ đội tỉnh nhấn mạnh, cơ quan quốc phòng và cục thủy văn các cấp cần tăng cường liên lạc với bộ phận khí tượng, tăng cường dự báo thời tiết, theo dõi lũ lụt, tiến hành các bản tin dự báo kịp thời để cung cấp cơ sở khoa học cho công tác chỉ huy điều động phòng chống lụt bão. Cơ quan quốc phòng các cấp cần hết sức lưu ý, đề phòng trường hợp xảy ra thiên tai bất ngờ do mưa lớn, cần nắm thông tin kịp thời về lũ lụt thiên tai. Tính đến ngày hôm nay, theo tình hình mưa và tình hình thời tiết, Chi cục phòng chống dịch tỉnh đã kịp thời điều động cửa Heihue Bangdu mở hoàn toàn để tiêu thoát trước 1 tỷ mét khối nước, hút sạch nước đáy, tạo điều kiện thuận lợi để kiểm soát lũ lụt và thoát nước trên dòng chính sông Hoài Hà và khu vực dọc sông Hoài Hà. Lãnh đạo Cục Khí tượng Trung Quốc rất coi trọng công tác kiểm soát lũ sông Hoài Hà ở An Huy. Trước khi lượng mưa lớn xảy ra ở sông Hoài Hà, Giám đốc Chen Gungwang đã gọi điện cho các đồng chí chịu trách nhiệm chính của Cục Khí tượng tỉnh An Huy nhắc nhở kết thúc mưa lớn ở phía Nam. Vành đai mưa sắp dịch chuyển lên phía Bắc và cảnh giác với việc kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Hoài Hà và làm tốt công việc của các dịch vụ khí tượng. Phó Giám đốc Xu Xiangfeng đã gọi điện và đưa ra chỉ đạo cụ thể về dịch vụ kiểm soát lũ lụt của sông Hoài Hà. Vào tối ngày hôm qua, trước đỉnh lũ đầu tiên ở Wangjiaba, Chen Gongwang và Xu Xiangfeng đã lần lượt gọi điện để hỏi về lượng mưa và tình hình lũ lụt Hoài Hà, đồng thời yêu cầu Cục Khí tượng tỉnh An Huy dưới sự lãnh đạo và chỉ huy của chính quyền tỉnh và ban giám đốc phòng thủ sông Hoài theo dõi chặt chẽ tình hình, chú ý đến lượng mưa và điều kiện lũ lụt hiện tại, tăng cường dự báo mưa, tăng cường phối hợp và hợp tác với các ban ngành liên quan, cung cấp các dịch vụ khí tượng để đảm bảo an toàn cho người dân dọc theo sông Hoài Hà, đảm bảo an toàn phòng chống lũ trên sông Hoài Hà, đảm bảo an toàn các hồ chứa lớn và vừa trong mùa mưa lũ. Chiều ngày hôm nay, Cục Khí tượng Trung Quốc đặc biệt tổ chức cuộc tham vấn thời tiết lưu vực sông Hoài Hà, Cục Khí tượng tỉnh An Huy đã tái kiểm tra và củng cố mọi mặt về tổ chức quản lý, công nghệ, nhân sự và trang thiết bị để Wangjiaba cung cấp các dịch vụ tại chỗ. Phó Giám đốc Liu Wencheng dẫn đầu xe chỉ huy dịch vụ khí tượng khẩn cấp đóng tại Wangjiaba túc trực bất cứ lúc nào. Công việc dịch vụ khí tượng kiểm soát lũ lụt Hoài Hà ở An Huy cũng ảnh hưởng đến trái tim của tất cả các đơn vị liên quan của Cục Khí tượng Trung Quốc. Có bao nhiêu con át chủ bài để kiểm soát lũ lụt Hoài Hà? Những chuyên gia nói về hệ thống kiểm soát lũ lụt Hoài Hà. Từ hai ngày nay, dòng chính của sông Hoài Hà thường giảm mưa lớn và mực nước của dòng chính của sông Hoài Hà phía dưới Chang Chai Wan cũng đã dâng cao bất ngờ, cao tới 29,22m. Tình hình kiểm soát lũ rất nghiêm trọng. Trước tình hình lũ lụt hoành hành, Hoài Hà đã có những biện pháp gì để chống lũ? Xu Jingshan, Phó Giám đốc điều hành của Văn phòng trụ sở kiểm soát lũ lụt Hoài Hà chỉ ra rằng, theo chính sách quản lý sông Hoài về lưu trữ và thoát nước và các kế hoạch quản lý sông Hoài Hà trước đây, sau hơn 50 năm xây dựng sông Hoài Hà River, một hệ thống kỹ thuật phòng chống lũ lụt đã được hình thành bước đầu ở lưu vực sông Hoài Hà. Một là dự án hồ chứa nước ở thượng nguồn, hiện tại hơn 5.700 hồ chứa đã được xây dựng trên sông Hoài Hà với tổng dung tích chứa 27 tỷ mét khối, trong đó có 36 hồ chứa quy mô lớn, diện tích kiểm soát 34.500 km2, chiếm 1/3 khu vực đồi núi. Thứ hai là các dự án lưu trữ và giam giữ lũ lụt, tổng cộng có 14 khu vực chứa và ngăn lũ và các hồ chứa kiểu hồ được xây dựng bằng cách sử dụng các áp thấp của hồ với dung tích chứa là 33,4 tỷ mét khối. Trong đó có 10 khu vực chứa và ngăn lũ với dung tích chứa lũ có thể điều chỉnh là 8,8 tỷ mét khối. Thứ ba là vùng lũ lụt dọc theo dòng chính của sông Hoài Hà có 17 khu vực xả lũ như hồ Jingshan và hồ Fengqiu có thể chuyển hướng 20% đến 40% dòng chảy của sông và là một phần quan trọng của hệ thống kiểm soát lũ sông Hoàng Hề. Thứ tư là dự án kè có 50.000 km đê ở lưu vực sông Hoài Hà và 11.000 km đê chính. Thứ năm là xả lũ, khả năng xả lũ của thượng lưu sông Hoài Hà là 7.000 mét khối mỗi giây, trung lưu của hồ Yangwanghan Yonghe là 9.000 đến 12.000 mét khối mỗi giây và hạ lưu đổ ra sông và biển có công suất xả lũ 15.270 đến 18.270 mét khối mỗi giây. Thứ sáu là dự án phòng chống lũ lụt Linh Hoang Gang. Trong thời kỳ kiểm soát lũ lụt Hoài Hà, những quân bài tẩy này sẽ được chơi theo thứ tự nào? Yu Jingshan giới thiệu rằng khi lũ xảy ra bằng hoặc thấp hơn tiêu chuẩn thiết kế,
hồ chứa cần được sử dụng hợp lý để ngăn lũ, tạo đỉnh và dịch chuyển đỉnh vào kênh sông nên được sử dụng đầy đủ để xả lũ, sau đó là sử dụng lũ. Các khu vực lưu trữ và các kênh phân phối lũ cần được xem xét. Khi lũ xảy ra ở thượng và trung lưu sông Hoài từ 60 năm trở lên, các biện pháp phòng chống lũ hiện có như hồ chứa, tích trữ lũ, kênh phân lũ đều được sử dụng hết theo quy định và khi tiếp tục lên. Dự án kiểm soát lũ lụt Linh Quang Gang được kích hoạt để ngăn chặn và tích trữ lũ lụt. Kể từ mùa hè năm nay tại Trung Quốc liên tục xảy ra các đợt thiên tai. Tuần trước, bão Likima đã vượt qua biên giới khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, ít nhất 42 người chết trong một trận lở đất ở Quý Châu và 22 ngôi nhà bị chôn vùi, gần 100 người mất tích trong vụ lở đất ở Trung Quốc. Vụ lở đất xảy ra vào 3 ngày trước tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khiến 33 tòa nhà bị sập và hư hại, nhiều người bị vùi lấp. Theo phóng viên của đài CCTV tại Trung Quốc cho biết, tính đến 12 giờ trưa ngày hôm qua theo giờ địa phương, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc đã giải cứu được 14 người, còn 91 người vẫn đang mất tích. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã lập tức ban hành các chỉ thị quan trọng tới lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, yêu cầu mọi nỗ lực tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Tối ngày trước đó và rạng sáng ngày hôm qua, hơn 2.000 cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát vũ trang, y tế cùng 200 phương tiện tìm kiếm cứu nạn đã nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn những người bị vùi lấp. Đồng thời, 20 cơ sở cứu nạn hiện trường cũng được thành lập. Một bãi phế thải xây dựng gần hiện trường được xác định là nguyên nhân của vụ tai nạn. Thưa quý vị, Kompasu, cơn bão mạnh nhất trong năm nay, đã tàn phá Hồng Kông và Macau trong một ngày và đổ bộ vào Quảng Đông vào buổi tối. Đài quan sát Hồng Kông đã thay đổi cấp cao nhất của cơn bão này thành số 8 vào lúc 7 giờ 40 phút tối. Treo trên cao trong 10 giờ, nó đã trở thành cơn bão số 8 dài thứ 2 trong lịch sử Hồng Kông, kém kỷ lục 11 giờ do bão York được hình thành 1 giờ. Điều đáng lo ngại hơn là đây là năm thứ 2 liên tiếp Hồng Kông có cơn bão số 8. Các chuyên gia khí tượng dự báo do ảnh hưởng của hiện tượng trái đất nóng lên, bão mạnh sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong thời gian tới. Trong thời gian cơn bão số 8 tấn công, các phương tiện giao thông công cộng bằng đường biển, đường bộ và đường hàng không của Hồng Kông gần như bị ngừng trệ. Về hàng không, 889 chuyến bay bị hủy trong ngày và khoảng 300 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay từ 1 đến 2 ngày, và đêm qua các hoạt động để sơ tán hành khách đã được tiến hành. Siêu bão Kompasu mang đến mưa lớn cho Hồng Kông, sóng cao gây ngập lụt ở nhiều vùng trũng thấp. Có báo cáo gần 200 cây đổ, nhiều tuyến đường phải đóng cửa, trong đó có đường hầm Sierra Leone nối Kowloon và các vùng mới ở Hồng Kông, nơi có nhiều tòa nhà cao tầng. Nhiều người dân ở các tòa nhà cao tầng cảm thấy các tòa nhà rung chuyển, một số người cảm thấy khó chịu và phải rời khỏi nhà để trú ẩn. Nhiều cửa sổ kính lớn thậm chí còn bị vỡ và các tòa nhà đang được xây dựng, hiện chưa có thương vong. Đến tối nay, hơn 200 người đã bị thương trong cơn bão và phải đến các bệnh viện công lập để điều trị. 1.000 người khác đã được đưa vào những nơi trú ẩn tạm thời của chính phủ do tình trạng vô gia cư tạm thời. Kompasu là một siêu bão khác khiến Hồng Kông phát đi tín hiệu bão số 8 cao nhất sau bão Info vào năm ngoái, với tần suất cao hơn trước. Hồ sơ của đài quan sát cho thấy kể từ khi thiết lập tín hiệu bão số 8, Hồng Kông đã ban hành tổng cộng 19 tín hiệu bão số 8. Tuy nhiên, khoảng thời gian giữa các lần phát hành đã tăng lên từ khoảng 1 lần trong 10 năm qua đến 3 đến 5 năm sau khi trở về đất mẹ. Ví dụ, mỗi năm một lần, cơn bão York vào năm 1999 và cơn bão mạnh VNT vào năm 2012 cách nhau 3 năm và Hato năm ngoái cách nhau 5 năm, nhưng Hato và Kompasu chỉ cách nhau 1 năm. Liên Wingu, phát ngôn viên của Hiệp hội Khí tượng Hồng Kông, người từng là giám đốc khoa học cấp cao của đài quan sát cho biết, cơn bão số 8 đến thường xuyên và hiện tượng trái đất nóng lên là một trong những nguyên nhân khiến trái đất nóng lên làm tăng nhiệt độ trên biển, sẽ có nhiều bão mạnh hơn và nhiều khả năng xảy ra bão hơn trong tương lai. Ông tiếp tục rằng những thay đổi trong điều kiện thời tiết như El Nino hoặc La Nina sẽ ảnh hưởng đến đường đi của bão. Động đất là một thảm họa tự nhiên mà mọi người đều tránh và nói về nó. Nó không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người mà còn tiếp tục gây thiệt hại cho sự phát triển kinh tế của chúng ta, và thậm chí nó có thể làm thay đổi địa hình tự nhiên, di chuyển núi và khai hoang biển. Đã có nhiều trận động đất xảy ra trong lịch sử, tất cả đều là bất ngờ nhưng có nguy cơ tuyệt chủng trong thời gian dài.
Trận động đất lớn gần nhất với mọi người là trận động đất lớn xảy ra ở Vân Xuyên, Tứ Xuyên năm 2008. Vào thời điểm đó, gần 80.000 người chết. Đây là trận động đất gây chết người nhiều nhất kể từ khi nó được ghi nhận ở Trung Quốc và cũng là trận động đất chết người nhiều nhất sau trận động đất ở Đường Sơn. Một trận động đất nghiêm trọng, tuy nhiên ở Trung Quốc cổ đại cũng có một trận động đất nghiêm trọng hơn nhiều so với trận động đất ở Tứ Xuyên. Khoảng 830.000 người đã mất mạng trong trận động đất này. Trận động đất này là trận động đất Thiểm Tây Quan Trung. Vào ngày 3 tháng 12, Jeolla, Sơn Tây, Thiểm Tây và Hà Nam đồng thời phải hứng chịu những trận động đất với âm thanh như sấm Weinan, Hwangju, Saoji, Sanyuan, Puju. Mặt đất nứt ra và có suối nước, có cá và đồ vật, và nhà ở thành phố chìm xuống đất. Mặt đất bằng phẳng nổi lên thành núi, có động đất nhiều lần trong ngày, động đất liên tục nhiều ngày. Các con sông và sông quê rất lớn, các dãy núi Heiwe và Jeollan ồn ào và sông Hengkin trong suốt vài ngày. Cán bộ, bộ đội và dân thường bị đất đá đè chết 830.000 người. Trận động đất này là một trong những thảm họa khắc nghiệt nhất trong các ghi chép về các sự kiện lịch sử ở Trung Quốc. 101 quận đã bị phá hủy bởi trận động đất, có diện tích khoảng 280.000 ha ở 5 tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Sơn, Tây An và Hà Nam. Phạm vi ảnh hưởng của trận động đất là 227 quận thuộc 5 tỉnh, khu vực tâm chấn là thành phố Weinan, Huixian, Huiyin, Thongyuan, Chaoji và Sanji Zhongji County ở phía đông Tây An, có diện tích khoảng 2.700 km2. Vào năm 1556, năm Gia Kinh thứ 34 thời nhà Minh cũng xảy ra một trận động đất mạnh 8,25 độ Richter ở huyện Hoa An, tỉnh Thiểm Tây. Theo lịch sử nhà Minh, số người chết đã vượt quá 830.000 người. Dữ liệu này vẫn chưa được thống nhất. Thiểm Tây là một trong những khu vực có hoạt động địa chấn. Dữ liệu lịch sử ghi nhận đã có hơn 400 trận động đất và hơn 60 trận động đất kinh hoàng. Theo thống kê, vào năm 1556, một trận động đất mạnh 8 độ Richter xảy ra ở Huixian, Thiểm Tây. Số người chết lên tới 830.000 người. Yếu tố quan trọng dẫn đến thương vong thảm khốc của trận động đất là sự phá hủy hàng loạt lớp đất do trận động đất gây ra. Trong số đó, thiệt hại do động đất gây ra do sạt lở đất hoang thổ và sụp đổ hoang thổ là rất nổi bật. Hầu hết cư dân địa phương sống trong hang đất trên cao nguyên hoang thổ và sự sụp đổ của hoang thổ là dẫn đến thương vong lớn. Các đường nứt ngầm, sự hóa lỏng của cát và sự phá hủy của hệ thống nước mặt càng làm gia tăng các thảm họa thiên nhiên. Các tòa nhà trong khu vực này có đặc điểm địa chất kém và trận động đất xảy ra vào lúc nửa đêm. Mọi người khó đề phòng và hầu hết đều bị đè chết tại nhà. Sau trận động đất, những thảm họa thứ cấp như thiên tai lũ lụt, tai nạn, hỏa hoạn, bệnh tật tương đối nghiêm trọng. Thêm vào đó, tỉnh Thiểm Tây này thường xuyên bị hạn hán, dân chúng chết đói, không còn khả năng thoát thân và phục hồi. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra thảm họa không thể không nhắc đến. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng của trận động đất là ngoài việc trận động đất xảy ra vào lúc nửa đêm và đám đông trong vùng đứt gãy động đất dày đặc, còn do việc quản lý cứu trợ thảm họa chưa hoàn hảo, hệ thống tại thời điểm đó và sự thiếu công khai khái niệm về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong quần chúng nhân dân. Quý vị thân mến, do lượng mưa lớn liên tục, lũ lụt núi và lở đất đã xảy ra ở Jinhai, Husan và những nơi khác trên dãy núi Dabi. Theo thống kê sơ bộ, từ bộ phận dân sự có tổng cộng 146.000 người ở hai quận này bị ảnh hưởng và một người bị thương. Chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh từ phía Bắc và đường cắt, từ mấy ngày nay, trời thường mưa to ở huyện Jinhai, thành phố Lu'an, tỉnh An Huy và một số khu vực hứng chịu mưa bão lớn. Trận mưa bất ngờ gây lũ quét ở thị trấn Mesan, thị trấn Baitapan và các khu vực khác, dẫn đến sạt lở đất, đường ngập lụt, bờ sông sụp đổ và đất nông nghiệp bị nhấn chìm. Từ hai ngày nay, bốn thị trấn bao gồm Luoling, Henlisu, Fufan và Longxing ở huyện Susan đã phải trải qua mưa bão lớn, gây ra lũ quét nghiêm trọng ở các khu vực nói trên. Sau thảm họa, chính quyền địa phương đã khẩn trương tiến hành tái định cư hợp lý cho các nạn nhân, đảm bảo họ có quần áo, thức ăn, nước uống, nhà ở và điều trị y tế nếu ốm đau. Đồng thời, đang đẩy mạnh nỗ lực sửa chữa các công trình bị thiệt hại do lũ lụt để đảm bảo thông suốt giao thông, cấp điện, cấp nước và thông tin liên lạc sau thiên tai. Theo dự báo của Cục Khí tượng, có thể xảy ra mưa lớn vào ngày mai ở vùng núi Dabi và các vùng núi phía Tây An Huy. Do đó, Bộ Quốc phòng tỉnh An Huy đã ra thông báo khẩn cấp tới thành phố Lục An và An Khánh về đảm bảo an toàn cho các hồ chứa trong mùa lũ và phòng chống thiên tai lũ lụt trên núi, đồng thời điều động các hồ chứa Long He Khu và Phô Di, các hồ chứa như Linh và Chen Kun phát điện để xả lũ.
nổ mìn để phân phối lũ lụt từng là một trong những phương tiện lưu trữ lũ quan trọng ở sông Hải Hà. Tiếng nổ lớn của vụ nổ đập và những con sóng lớn do vụ nổ gây ra đã ăn sâu vào tâm trí của nhiều người. Vào mùa hè năm nay, lưu vực sông Hải Hà đã phải hứng chịu trận lũ lớn nhất kể từ năm 1954. Hiện tại, 8 khu vực chứa lũ đã được mở ở đoạn An Huy và sông Hải Hà, nhưng không có khu vực nào áp dụng phương pháp này để chuyển lũ. Tại sao bạn không đợi tiếng nổ lớn phát ra khi con đập phát nổ? Vào 3 ngày trước, tin tức được đưa ra từ khu lưu trữ lũ lụt Hồ Khinh Gia ở huyện Jinshan rằng một vụ nổ đập sẽ được thực hiện vào ngày hôm đó để chuyển hướng lũ. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, nó đã lập tức thu hút sự chú ý của xã hội và hàng chục phóng viên báo đài đã đổ xô đến hiện trường. Chúng tôi cũng có mặt tại hiện trường hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt đó. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tiếng ồn lớn không bao giờ được nghe thấy và điều đang chờ đợi là lệnh thay đổi của chỉ số phòng thủ tỉnh An Huy. Khu lưu trữ lũ Hồ Khinh Gia thực hiện các đường rạch nhân tạo để chứa lũ. Lúc 16 giờ 49 phút, bờ ao của khu vực chứa lũ Hồ Khinh Gia đã được tạo thành công. Trận lũ đầu tiên bắt đầu nhập lũ. Sau đoạn lũ mở rộng khoảng 10m và sâu 3m, nước lũ sông Hải Hà đục ngầu đổ vào Hồ Khinh Gia, hồ lưu trữ khu vực lũ lụt. Tại sao phải đổi đập nổ mìn thành rạch nhân tạo? Các phóng viên đã hỏi Hồ Bối, giám đốc văn phòng các vấn đề nước huyện Jinshan, một câu hỏi tại hiện trường. Ông Bồ nói, đánh bom đập là một phương pháp phân lũ có tính hủy diệt rất lớn. Trước hết, nó không kinh tế. Trong trận lũ lụt thảm khốc ở sông Hoài năm 2003, một con đập đã bị nổ ở khu vực Hồ Khinh Gia để chứa nước lũ. Chất nổ lớn đã làm nổ một lỗ lớn trên con đập với chiều dài hơn 100 mét của hố sâu. Việc tái thiết sau thảm họa được thực hiện để bịt miệng và lấp hố với số vốn đầu tư hơn 1 triệu nhân dân tệ. Dòng nước do đập nổ tạo thành đã cuốn theo một lượng cát và sỏi khổng lồ từ khe hở quá lớn, bao phủ cả một vùng đất nông nghiệp rộng lớn. Để dọn sạch phần cát sỏi này phải tốn hơn 14 triệu nhân dân tệ. Khoản chi phí này quá lớn và nó thực sự gây sốc. Cách cho nổ đập là không khoa học. Việc vận chuyển một lượng lớn vật liệu nổ trong mùa lũ vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Quan trọng hơn, sức công phá rất lớn của thuốc nổ có thể gây ra một số nội thương vô hình cho nền đập, ảnh hưởng đến an toàn của toàn bộ kè đập và càng khó khôi phục lại bờ bao trong tương lai. Hơn nữa, nếu kiểm soát không cẩn thận còn có thể ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của những người có mặt. Trong những năm gần đây, cơ sở hạ tầng của khu vực lưu trữ lũ không ngừng được hoàn thiện. Nhà nước đã đầu tư xây dựng các cửa cống ở nhiều khu vực chứa lũ. Khi cần sử dụng cổng, có thể ấn nút nhấc cổng tùy ý. Năm nay, nhiều vùng chứa lũ đã bắt đầu tiến hành nâng cửa xả lũ. Còn một lý do nữa, người dân vùng lũ dùng xúc xẻng xúc đất, chuyển từng lớp đất trong giỏ. Họ làm việc cật lực để xây đập và nó nổ tung ngay lập tức. Tôi không thể nào cho nổ tung được, Hồ Bố nói. Các chuyên gia từ phòng thủy lợi của thành phố Phụ Dương cho biết trước đây do hệ thống kỹ thuật kiểm soát lũ lụt không hoàn hảo và các biện pháp điều tiết chưa khoa học và chưa chín chắn, trong trường hợp xảy ra lũ lụt thảm khốc, người ta chú trọng đến việc bảo vệ đê điều một cách tuyệt vọng. Trong những năm gần đây, các công trình trọng điểm kiểm soát sông Hoài lần lượt được hoàn thành. Ngoài ra, việc điều động công tác chuẩn bị cho vùng trữ lũ sớm và đầy đủ các phương án. Quan trọng hơn, trong chống lũ năm nay, dù áp dụng biện pháp ứng phó nào cũng đều đề cao tiền đề dân sinh làm chủ, nên không cần đến những biện pháp quyết liệt như dội bom xả lũ. Mực nước của Wang Jaba dòng chính cứ sông Ngoài đánh thức giấc ngủ của mọi người và nhiều đồng chí đã thức trắng đêm để hộ đê phòng tránh lũ. Wang Jaba là hàng rào kiểm soát lũ của sông Hoài Hà. Trên đó là thượng nguồn của sông Hoài Hà có mực nước 178m. Từ sáng ngày thứ hai đến sáng ngày thứ ba hôm qua, Quốc phòng Nhà nước đã tổ chức tổng cộng 5 hội nghị. Trọng tâm của cuộc họp là có nên kích hoạt khu vực chứa lũ Minh Qua hay không. Khu vực chứa lũ Minh Qua là hàng rào kiểm soát lũ lụt đầu tiên của sông Hoài Hà, bao gồm 157.800 người và 180.000 ha đất canh tác. Theo kế hoạch phòng chống lũ lụt sông Hoài Hà đã được Quốc vụ viện phê duyệt, khi Wang Jaba đạt đến mực nước lũ 29,3m và mực nước tiếp tục dâng cao, khu vực chứa lũ Minh Qua sẽ được mở cửa tùy theo điều kiện của mực nước, lượng mưa và điều kiện kỹ thuật. Chen Lê, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Nguồn nước đã chủ trì phòng thương mại Tổng cục Quốc phòng để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc sử dụng lũ lụt trong khu lưu trữ lũ Minh Qua và cân nhắc những ưu và khuyết điểm. Rất khó để đưa ra quyết định điều hành và kiểm soát lũ. Cái khó là có một số lượng lớn người dân sống trong vùng chứa lũ, cần phải đưa ra các quyết định một cách khoa học và thận trọng.
khó khăn trong việc ra quyết định lập kế hoạch kiểm soát lũ còn thể hiện ở việc dự báo và dự báo điều kiện mực nước và mưa. Các bộ phận thủy văn và khí tượng đang theo dõi tình trạng mực nước và mưa trong thời gian 24 giờ một ngày. Và tính toán xúc tiến đỉnh lũ cũng đang được thực hiện nghiêm túc. Bạn có thể tính toán lại được không? Độ chính xác sẽ chính xác hơn. Mỗi khi phòng thương mại họp lại, có những yêu cầu mới về số liệu dự báo nhằm kịp thời và chính xác hơn. Sau nhiều lần tính toán và xác minh, đến 8 giờ ngày hôm qua, Cục Thủy văn kết luận mực nước Wangjiaba sẽ đạt mức tiểu lũ 29,3 m vào khoảng 12 giờ ngày hôm qua. Đỉnh lũ 29,6 m sẽ xuất hiện ở Wangjiaba vào khoảng 14 giờ ngày hôm nay. Mực nước vượt quá mực nước đảm bảo 0,3 m. Theo dự báo về điều kiện nước và mưa trong những ngày tới, cơ quan quốc phòng đã kết luận rằng nếu mực nước của trạm Wangjiaba vượt quá 29,3 m và không có sự phân bố lũ, các con đê gần Wangjiaba đều sẽ vượt quá mực nước đảm bảo. Nếu mực nước của Wangjiaba lên đến 29,6 m, các con đê ở các khu vực đất đá Wanggang và Chenda có thể bị tràn. Diện tích đất canh tác ở khu vực bãi biển ngập lụt sẽ tăng thêm 380.000 ha. Khi đỉnh lũ di chuyển về phía hạ lưu, mực nước tại Jangwangan sẽ đạt được hoặc vượt mức đảm bảo 26,5 m. Điều này sẽ làm tăng mối đe dọa đến an toàn của các tuyến kè quan trọng như kè Hoi Bê và khả năng mở vùng chứa lũ ở hạ lưu bên dưới Wangjiaba. Sau nhiều lần tham vấn chung với Tổng cục Quốc phòng, Ủy ban Hoài Hà, Hà Nam, An Huy và các ý kiến chuyên gia đã được tổng hợp, cân nhắc thượng nguồn và hạ lưu, cân nhắc ưu nhược điểm và cuối cùng khu vực chứa lũ Minh Quang đã quyết định một cách dứt khoát. Lúc 11 giờ 05 phút, Chen Lê, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, công bố lệnh điều động phân lũ Minh Hoa. Tại thời điểm này, mực nước của Wangjiaba đã đạt 29,38 m, vượt qua mức nước đảm bảo 0,08 m. Và lúc 12 giờ 30 phút, cổng đầu tiên của sông Hoài Hà, cổng Wangjiaba mở ra, gây ngập lụt khu vực chứa lũ Minh Hoa. Vùng chứa lũ Minh Hoa thiệt hại kinh tế to lớn để đổi lấy 4 lợi ích chính về kiểm soát lũ lụt. Lúc 12 giờ 30 phút, lệnh mở các cổng phân phối lũ được đưa ra. Linh Gang, Giám đốc Văn phòng Quản lý cổng Wangjiaba nhấn nút mở các cổng. Lúc 12 giờ 40 phút, 13 cổng của cổng Wangjiaba đều được mở. Lũ tràn ra từ dưới cổng và tràn vào vùng đất rộng 180.000 ha ở khu vực chứa lũ Minh Hoa. Điều này được hiểu rằng việc kích hoạt bộ phận lưu trữ lũ Minh Hoa sẽ làm ngập 180 ha đất canh tác trong khu vực, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của 157.800 người và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Di Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh An Huy cho biết, việc sử dụng vùng chứa lũ Minh Hoa để kiểm soát lũ sông Hoài Hà chủ yếu thể hiện ở 4 khía cạnh. Thứ nhất, nó trực tiếp làm giảm đỉnh lũ đầu tiên của sông Hoài Hà vào An Huy từ Wangjiaba được dự đoán là 29,7 m. Sau khi mở cổng, nó đã từng giảm xuống 29,4 m. Thứ hai, nó đóng một vai trò nhất định trong việc điều chỉnh mực nước lũ ở phần giữa và thượng lưu của Hoài Hà, tỉnh An Huy, và nó có thể giảm khoảng 10 cm cho đến Zhengjiangwan. Áp lực kiểm soát lũ lên hồ Tây, đoạn Linh Ngoan và phần trên của đê Hoi Bê. Thứ tư, rủi ro hoạt động của mực nước cao hơn trong thời gian dài của đập Minh Hoa Sikho là giảm rất lớn. Từ 20 giờ ngày hôm trước, khu vực chứa lũ Minh Hoa đã được đưa ra vào tình trạng khẩn cấp. Giao thông đồng bộ trong khu vực chứa lũ đã được kiểm soát. Đến 5 giờ ngày hôm qua, 3.684 nhân khẩu thuộc 1.257 hộ và 3.684 nhân khẩu sống trong vùng không an toàn trong vùng lũ đã được chuyển đến khu vực an toàn. Đồng thời, 6,85 tấn xăng, 12 tấn dầu diesel và 1,23 tấn thuốc bảo vệ thực vật đã được chuyển trong khu vực kho chứa. Từ 7 giờ đến 8 giờ, quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm kê theo kiểu kéo lưới. Phóng viên được biết, người dân ở khu vực chứa lũ Minh Hoa hiện tâm trạng đã ổn định. Ngoài Wangjiaba, việc kiểm soát lũ ở hồ Hong Jie cũng đang chịu áp lực lớn. Vào lúc 8 giờ ngày hôm qua, tổng lưu lượng vào hồ Hong Jie đạt 11.355 m khối trên giây, lưu lượng lớn thứ 3 vào hồ kể từ khi thành lập Trung Quốc mới. Hồ Hong Jie vượt quá mực nước cảnh báo 0,29 m, nước vào sông tiếp tục lũ lên cao. Mực nước hồ Kim Ngưu là 11,51 m, vượt mức nước cảnh báo 1,01 m, đứng thứ 3 trong lịch sử. Theo lệnh kích hoạt kênh phân phối lũ ra biển của tướng phòng thủ sông Hoài, Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tô đã mở các cửa mới của sông Ehe vào lúc 12 giờ ngày hôm qua để cho phép kênh dẫn nước và xả lũ.
Trong những năm gần đây, cả nước không ngừng tăng cường nỗ lực kiểm soát sông Hoài Hà. Ai cũng quan tâm khả năng kiểm soát lũ của sông Hoài hiện nay như thế nào. Giang Di Tông, Phó Giám đốc Điều hành Văn phòng Quốc phòng cho biết, hiện nay 9 trong số 19 dự án kiểm soát sông Hoài trọng điểm đã hoàn thành và khả năng chống lũ của sông Hoài đã được cải thiện đáng kể. Đối với khu vực lưu trữ lũ Mênh Qua, mực nước đảm bảo của cổng Quang Gia Ba trong những năm 1950 chỉ có thể đạt khoảng 28m. Sau năm 2003, nhà nước đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc tái củng cố cổng Quang Gia Ba và gia cố các kè xung quanh, xây dựng 129 đập và 4 hồ chứa được gia cố, giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát lũ lụt của khu vực này. Năm nay, mức nước đảm bảo của Quang Gia Ba đã được nâng lên 29,3m, mức tăng 0,3m này đánh dấu sự cải thiện năng lực kiểm soát lũ. Tuy nhiên, việc kiểm soát lũ của sông Hoài không phải là một sự yên tâm. Giang Trinh Tông nói rằng tiêu chuẩn kiểm soát lũ hiện tại cho thượng lưu sông Hoài Hà chỉ có thể đạt một lần trong 10 năm. Vấn đề với các hồ chứa nguy hiểm là nổi bật. Hiện tại có 5.700 hồ chứa trên lưu vực sông Hoài Hà, trong đó 40% đang ở mức nguy hiểm, trong đó 18 trong số 36 hồ dung tích lớn là hồ nguy cấp chiếm 50%. Các hồ chứa Mesan, Siang Dong Wen, Li Xuan và Sanh Hu có liên quan mật thiết đến việc điều tiết và kiểm soát lũ Huê Hê. Ngoại trừ hồ Suya đều là những hồ chứa nguy hiểm và không thể phát huy hết vai trò của chúng trong việc kiểm soát lũ. Dự án Linh Quân Gai đã hoàn thành và kênh dẫn biển chủ yếu có lợi cho việc kiểm soát lũ ở trung và hạ lưu sông Hoài Hà. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới, một đợt mưa mới sẽ xảy ra ở thượng và trung lưu sông Hoài Hà. Trong vài ngày tới, công tác kiểm soát lũ lụt ở Hoài Hà có thể phải đối mặt với những thách thức gay gắt hơn. Trận lũ Hoài Hà năm nay có 3 đặc điểm. Thứ nhất, lượng mưa lớn và trên diện rộng. Kể từ mấy ngày nay, hơn 90.000 km2, các khu vực trên lưu vực sông Hoài Hà đã nhận được lượng mưa lớn hơn 300mm, chiếm 1/3 diện tích lưu vực sông. Lượng mưa lớn gấp 1-2 lần so với bình thường. Thứ hai, lũ lụt đến dữ dội và dâng lên nhanh chóng. Từ hơn 10 ngày nay, mực nước của Quang Gia Ba đã tăng 9m. Nếu lũ không được phân phối, mực nước của Quang Gia Ba sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 1991. Thứ ba là bờ kè tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do áp lực nước rất lớn. Mặc dù các tuyến kè chính của sông Hoài Hà chưa gặp nguy hiểm lớn, nhưng hiện có 212 mối nguy hiểm ở các nhánh chính và phụ lưu của sông Hoài Hà ở tỉnh Hà Nam và An Huy, đặc biệt là sông Hồng Ru đã vượt quá mực nước đảm bảo. Những tình huống này đã làm tăng thách thức đối với việc kiểm soát lũ ở sông Hoài Hà. Vừa qua, một đợt mưa trên diện rộng và cường độ cao đã xảy ra trên lưu vực sông Hoài Hà. Toàn bộ dòng chính của sông Hoài Hà đã vượt mực nước cảnh báo. Kể từ năm 2003, một trận lũ lụt trên toàn lưu vực xảy ra. Mực nước tại đoạn Quang Gia Ba đến 11 giờ ngày hôm qua là 29,38m, hơn mực nước đảm bảo là 0,08m và tiếp tục dâng cao. Hu Liang Yu, Ủy viên Cục Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện kiêm Tổng tư lệnh Bộ Chỉ huy Cứu trợ hạn hán và Kiểm soát lũ lụt quốc gia, đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp tại Văn phòng Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng vào sáng ngày hôm qua. Chỉ huy Quốc phòng An Huy và Giang Tô đã tiến hành tham vấn khẩn cấp, phân tích toàn diện điều kiện mưa và nước của sông Hoài Hà và các dự án tích nước, quyết định sử dụng khu lưu trữ lũ Mênh Qua để lưu trữ lũ lụt và thực hiện các thỏa thuận khác để kiểm soát lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ thảm họa ở lưu vực sông Hoài Hà. Sau nhiều lần tham vấn chung với Tổng cục Quốc phòng, Ủy ban Hoài Hà, Hà Nam, An Huy và các ý kiến chuyên gia đã được tổng hợp, cân nhắc thượng nguồn và hạ lưu, cân nhắc ưu nhược điểm và cuối cùng khu vực chứa lũ Mênh Qua đã được quyết định một cách dứt khoát. Lúc 11:05, Trần Lê, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, công bố lệnh điều động phân lũ Mênh Qua. Tại thời điểm này, mực nước của Quang Gia Ba đã đạt 29,38m, vượt quá mực nước đảm bảo 0,08m. Vào lúc 12:30, cửa đầu tiên của sông Hoài Hà, cửa Quang Gia Ba mở ra gây ngập lụt khu vực chứa lũ Mênh Qua. Di Bình, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh An Huy kiêm Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh cho biết vào chiều ngày hôm qua rằng, để đối phó với tình hình lũ lụt ở sông Hoài Hà, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh An Huy chủ yếu thông qua 3 biện pháp điều hành chính để kiểm soát lũ, chuyển đổi thành công sang quản lý lũ. Quang Minh, Phó Chỉ huy điều hành Tổng cục Phòng thủ sông Hoài và Giám đốc Ủy ban Hoài Hà giới thiệu rằng tình hình kiểm soát lũ và kiểm soát lũ trên sông Hoài hiện nay rất nghiêm trọng. Theo dự báo thời tiết mới nhất,
mưa lớn sẽ tiếp tục tại khu vực Hoài Hà trong 2 ngày tới và mực nước của từng trạm kiểm soát trên sông Hoài Hà sẽ tiếp tục dâng cao. Tất cả các khu vực dọc sông Hoài Hà cần nghiêm túc thực hiện tất cả các công việc chuẩn bị và dốc hết sức để đối mặt với những trận lũ lớn hơn có thể xảy ra. Ban chỉ huy phòng thủ sông Hoài Hà đã ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả các tỉnh trong lưu vực nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của tình hình phòng chống lũ lụt hiện nay, chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, tổ chức và vật chất để chống lũ lụt lớn và các trận chiến lâu dài trên lưu vực. Theo phân tích dữ liệu khí tượng, vùng mưa lớn liên tục trong vài ngày tới có khả năng di chuyển về phía đông nam lưu vực sông Hoài Hà. Lũ các sông, hồ thuộc hệ thống nước Hồng Hê Yisusi và hồ Hồng Dê sẽ tăng lên và đạt đỉnh. Hiện tại, Cục Quản lý Bảo tồn nước Yisusi thuộc Ủy ban Hoài Hà đã liên tiếp kích hoạt một số dự án bảo tồn nước để kiểm soát lũ lụt theo yêu cầu của Cục Phòng chống và Kiểm soát sông Hoài Hà. Theo tình hình kiểm soát lũ lụt trong tương lai, Ban Giám đốc Quốc phòng Sông Hoài cũng sẽ xem xét tổng thể với Giám đốc Quốc phòng Giang Tô, lập lịch trình khoa học và thực hiện các biện pháp như chia Hoài Hà thành Y để giải phóng lũ sông Hoài Hà càng sớm càng tốt, giảm áp lực điều tiết lũ trên dòng chính sông Hoài, bảo đảm an toàn sông Hoài trong mùa mưa lũ. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, mực nước của dòng chính sông Hoài dâng lên nhanh chóng. Chiều ngày hôm trước, Ban Giám đốc Quốc phòng sông Hoài Hà đã thông báo khẩn cho Giám đốc Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tô yêu cầu chuẩn bị cho việc khơi thông kênh dẫn nước biển để xả lũ, đảm bảo xả lũ kịp thời và an toàn. Vào lúc 18 giờ ngày hôm đó, mực nước ở Wang Jaba đã lên mức 28,88m, cao hơn mức cảnh báo 1,38m. Theo phân tích dự báo, trên lưu vực sông Hoài vẫn còn diễn ra quá trình mưa mạnh trong 2 ngày qua và mực nước dòng chính sông Hoài vẫn đang lên. Tình hình kiểm soát lũ của sông Hoài Hà là vô cùng nghiêm trọng và việc kiểm soát lũ đã đến thời kỳ quan trọng nhất. Chiều cùng ngày, Ban Giám đốc Quốc phòng sông Hoài Hà đã thông báo khẩn cho Giám đốc Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tô yêu cầu chuẩn bị cho việc khơi thông kênh dẫn nước biển để xả lũ, đảm bảo xả lũ kịp thời và an toàn. Thông báo chỉ ra rằng, theo điều kiện mưa hiện tại và phân tích dự báo, dòng nước phía trên hồ Hồng Dê, dòng chính của sông Hoài sẽ tiếp tục tăng và mực nước Giang Ba sẽ vượt quá 14m và việc kiểm soát lũ tình hình rất nghiêm trọng. Theo các quy định có liên quan của kế hoạch phòng chống lũ lụt sông Hoài Hà, Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tô được yêu cầu chuẩn bị khác nhau cho việc mở kênh dẫn nước biển để đảm bảo xả lũ kịp thời và an toàn. Mưa lớn cũng đã đổ xuống hầu hết các khu vực của Giang Tô trong 3 ngày liên tiếp và lũ lụt ở thượng và trung lưu sông Hoài tiếp tục gia tăng. Vào lúc 8 giờ cùng ngày, mực nước hồ Hồng Dê là 13,64m, vượt mực nước cảnh báo 0,14m để đảm bảo an toàn cho sông Hoài Hà và kè hồ Hồng Dê. Văn phòng Quốc phòng tỉnh Giang Tô khẩn trương đã kích hoạt kênh thủy lợi Bắc Giang Tô để mở cửa xả lũ, bắt đầu chuẩn bị cho trận lũ từ Hoài Hà vào Nghi Hưng. Vào lúc 8 giờ cùng ngày, tổng lưu lượng vào hồ Hồng Dê đạt 10.912 m³/giây và cửa Sân Hê đã xả lũ hoàn toàn với lưu lượng 7.750 m³/giây và đường thủy vào sông tiếp tục ngập ở mực nước cao. Theo công văn của Văn phòng Quốc phòng tỉnh Giang Tô, kênh thủy lợi Bắc Giang Tô đã mở cửa ở mức 500 m³/giây vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày để xả lũ. Hiện tất cả các dự án kiểm soát và các đơn vị liên quan dọc tuyến kênh chính đã đầu tư đầy đủ cho công tác chống lũ, tiêu úng. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước ở khu vực Lisehe tiếp tục dâng cao. Vào lúc 8 giờ ngày hôm trước, mực nước của Siahe Singhua là 2,81m, cao hơn 0,33m so với ngày hôm trước đó và vượt qua mực nước cảnh báo 0,81m. Mực nước ở Jinghu, Yangcheng, Funing và Seiyang nói chung là gần với mực nước cao nhất trong lịch sử.